Vâng, xin cảm ơn quý vị nhiều. Và sau đây để Quần Nhất thay đổi bầu không khí, quý vị có muốn Quần Nhất ca ca vọng cổ không ạ? Vâng, bài hát xin tặng Quần Nhất xin tặng quý vị nghe một bộ bài vọng cổ được mang tên Người Điên Yêu Trăng của tác giả Viễn Châu. Xin mời quý vị thưởng thức. Xin cảm ơn quý vị nhiều ạ.
Vâng, dạ Quảng Đức xin cảm ơn.